nàng đã mang tên loài chín núi rừng, giọng hát êm như lời ru suối trong. Em trắng trong như giọt sương lung linh nắng ngoài, lời núi rừng nàng đẹp hơn muôn hoa. Tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe, tên của nàng là loài chim sơn ca. Chàng ngất ngây say tình sơn nữ yêu kiều, đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa. Hương bóc thơm đôi bờ vai buông lơi thức tha, trai bán làng nhìn sơn ca si mê. Ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Chim sơn ca, chàng ngất ngây say tình sơn nữ yêu kiều, đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa. Hương bóc thơm đôi bờ vai buông lơi thiết tha, trai bán làng nhìn sơn ca si mê. Ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng, là loài chim sơn ca. Ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Chúng ta vừa đến với ca khúc Nàng Sơn Ca với phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung. Rồi, bây giờ thì trai làng gái bản ai cũng có cặp, họ dẫn nhau đi rồi. Thôi giờ chị đi theo em đi về chị. Thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta lúc này là nữ ca sĩ Phi Nhung. Mà sau bao năm thì chị Nhung vẫn rất là đáng yêu. Cái ca khúc mà Nàng Sơn Ca này thì nó gắn liền với cái sự nghiệp âm nhạc của chị như thế nào? Đây có phải là ca khúc đầu tiên hay là một ca khúc hit nào đó được khán giả yêu mến hay không, mà lý do vì sao chị chọn để xuất hiện trong cái chương trình này bài hát mở màn? Tại vì chị lúc nào chị cũng muốn là cho mọi người biết mình là người Tây Nguyên, mình là người Gia Lai. Nên khi mà chị những cái bài hát Tây Nguyên là nó đều vô trong lòng của chị nhiều nhất. Tại vì chị rất là hãnh diện, muốn cho người ta biết là em là con gái Pleiku má đỏ môi hồng. Em Pleiku má đỏ môi hồng. Và đó là sự xuất hiện của ca sĩ đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thêm một ca sĩ thần tượng thứ hai sẽ xuất hiện. Sau đó chúng tôi sẽ có một cuộc trò chuyện dài hơn với những nghệ sĩ thần tượng ngày hôm nay. Và hãy cùng hướng mắt lên màn hình để xem coi những thông tin mà Hà Thu đố khán giả có chính xác hay không. Mời quý vị. Chấm chấm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thắm, có
đó một chàng thanh niên nơi đô thành tiệm xuống hiến lòng thắm bàn yên đền mình xuôi khiến em sắp đặt chuyện tình cờ chẳng hẹn mà nên duyên khi xe vừa đổ bên cô em cười tươi thắm mời ăn hoa chớm chớm tiếng cười thay tiếng nói lời vui thay tiếng chào luyến trong theo tà để rồi nghe bần vương khi ngay người bạn huy có cô em là rồi từ đây có nhau sớm chiều lời hẹn hò kết chặt tình bạn xưa bao nhiêu lời thương mến bao nhiêu tình lưu luyến gửi trao nhau mối duyên đầu mong trăm mai sau đời ta luôn có nhau như những ngày mới gặp nhau đưa em sang sông và vườn chớm chớm chim bằng xuồng ghe máy đuôi tơ gương say trái ngọt tình mình cũng thật đắm đà đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hòa tiếng lại mình như thế anh đi làm ông sao còn em đi bán chơm chơm ta luôn có nhau như những ngày mới gặp nhau đưa em sang sông và vườn chớm chớm chim bằng xuồng ghe máy đuôi tơ gương say trái ngọt tình mình cũng thật đắm đà đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hòa tiếng lại mình như thế anh đi làm ông sao còn em đi bán chơm chơm thế rồi mùa mưa tới mùa chớm chớm chính rộ thắm như hoa hàm tiêu má hồng không phấn son em xinh như mộng nghiêng yêu thương dâng ngập đắm rồi người yêu thuở xưa đã trở lại tìm nàng với lệ và cầu hôn bên nhau lòng phơi phới tình yêu về sáng lối tình đẹp mùa chớm chớm bên nhau lòng tươi tươi tình yêu về sáng lối tình đẹp mùa chớm chớm mùa chôm chôm cùng với nghệ sĩ của chúng ta. Dạ xin mời anh Đình Văn. Dạ anh Văn ơi đừng bỏ em, đừng đi theo cô chôm chôm. Anh về đây anh. Dạ.
Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Tình đẹp mùa chôm chôm. Và nhân tiện thì cô đó cô bán chôm chôm được quá, cái cổ rinh anh Đình Văn của em đi luôn. Vâng, anh Văn ơi, cái ca khúc này là một trong những cái ca khúc mà cứ nhắc đến là khán giả phải nhớ đến anh. À, có thể là có nhiều cái kỷ niệm anh Văn sẽ chia sẻ với cái ca khúc này với quý vị khán giả được không ạ? Xin mời anh Văn. Đình Văn xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị yêu nhạc của truyền hình Vĩnh Long và tất cả các bạn, các em ở phim trường. Đây là một cái bài này á, là một cái ca khúc mà đầu tiên là ca từ nó bình thường lắm, nhưng mà không ngờ Đình Văn hát cũng mấy mươi năm rồi mà chính nhờ cái bài này mà anh được biết bao nhiêu người yêu mến. Bài này anh quay ở cái vườn chôm chôm ở Lái Thiêu, và đặc biệt là đạo diễn không biết từ sao tìm một cái vườn mà toàn là kiến không, kiến lửa không, trời ơi, thì kiến lửa nó di chuyển xung quanh anh á, thì ghê quá đi. Thì thương nhất là anh em phản quang á. Dạ. Trong cái nghề này thì phải có phản quang thì cái mặt mình nó mới nét. Trời ơi, mấy anh nó leo lên cây đó, tự nhiên nó lên cây, tự nhiên thấy cả đám nhảy xuống hết à, rớt phản quang đó hết trơn, gãi muốn chết luôn, kiến. Đó, đây là một cái kỷ niệm mà anh nhớ, mà thì anh đạo diễn anh nhớ lúc đó là anh Cảnh Đô. Dạ. Đạo diễn Cảnh Đô. Anh Văn cứ ngồi yên nha, ngồi yên. Ngồi anh mà chút nhất là nó cắn đấy, ngồi yên. Dù cái mặt anh phải cười nhưng mà cái lòng cơ sở cười. Đây là một cái kỷ niệm ở tại Lái Thiêu. Vâng, thưa quý vị, như vậy là hai nghệ sĩ của chúng ta đã thay những bộ trang phục rất là đẹp để có thể trò chuyện cùng với quý vị. Có thể là Nguyễn Khang xin phép được trò chuyện với chị Phi Nhung trước. Không biết là ngày xưa khi đeo theo cái con đường âm nhạc này á, là chị Nhung có ảnh hưởng bởi một cái người nghệ sĩ thần tượng nào đó không? Hay là có theo nghiệp gia đình hay không mà chị đi theo cái dòng nhạc âm hưởng dân ca này? Hồi nhỏ thì là chị nghe nói là má của chị hát rất là hay. Yeah. Và dì của chị cũng hát hay. Mấy người chị của chị cũng hát rất là hay. Chị nghe bà ngoại nói lại. Thì khi mà chị lớn lên thì chị thấy trong gia đình của chị thì không có có đi hát, nhưng mà ai cũng hát rất là hay, nên cũng chị cũng ảnh hưởng trong gia đình rất là nhiều. Yeah. Rồi khi chị qua hải ngoại thì tự nhiên có một mình chị thành ca sĩ. Dạ, yeah, như vậy là có nghĩa là trong gia đình của mình là chị là một người thành công nhất nếu mà đi theo con đường nghệ thuật. Ừ. Nhưng mà lý do vì sao chị lại chọn cái dòng nhạc âm hưởng dân ca mà không phải là dòng nhạc trữ tình hay là những cái ca khúc nhạc trẻ chẳng hạn? Tại vì thứ nhất là chị rất là thương mẹ. Thứ nhì là lúc mà mình đi ở nhớ Việt Nam, cái thời đó thì ở hải ngoại thì chỉ có cô Hương Lan. Yeah. Rồi còn mấy người trẻ trẻ thì ta chỉ hát nhạc trẻ thôi. Mm. Nên chị nghĩ là chị muốn theo cái dòng nhạc của cô Hương Lan với lại cô Má Thanh Tuyền. Yeah. Rồi cô Má Diêu Linh. Yeah. Chị muốn đi theo cái dòng nhạc đó. Yeah. Uh-huh. Hay chứ quá. Để cho mọi người cái lớp trẻ, hồi lúc đó lớp trẻ của chị lên, để cho người ta nghe nhiều hơn, người ta không có bị mất gốc. Dạ, yeah, tức là mình hướng cái giới trẻ đến với cội nguồn, để cho họ khi nghe những ca khúc này, nhiều khi họ thích ca khúc đó, họ tìm hiểu thêm về quê hương, và họ quay trở về quê hương để họ cảm nhận được cái nơi mà họ được sinh ra, đúng không ạ? Vâng. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với lại cái mạch câu chuyện thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại nghệ sĩ Đình Văn, người nghệ sĩ mà ngồi kế Nguyên Khang và cái người mà Nguyên Khang rất là ngưỡng mộ. Tại vì cái cách mà anh ấy đi cái con đường âm nhạc của mình nó lạ lắm quý vị. Là tại vì khi mà thời điểm của Mưa Bụi nổi tiếng thì anh Đình Văn là một trong những cái nghệ sĩ mà có thể nói là cái tên tuổi của mình bảo chứng cho bất kỳ cái sản phẩm âm nhạc nào. Cái hồi đó anh có bị cái sự nổi tiếng làm cho mình bị áp lực không anh? Cuộc đời anh mà nói về âm nhạc thì anh có thể nói một câu thế này. Hồi xưa anh khổ dữ lắm. Anh đi làm về đó không có xe đâu, anh chỉ đi bằng xe bus thôi. Nhưng anh tiền anh không có làm gì để anh để dành cho ba mẹ, anh không dám xài cho mình gì hết. Để thứ hai nữa là tiền mua sách nhạc, anh đặc biệt là mấy chỉ vàng là khó lắm, xe thì không dám mua mà mua sách nhạc, sách hòa âm và cái anh học để sao, vì anh yêu nhạc á, anh học dữ lắm, học nhạc và cứ rảnh là anh học. Thì anh nhớ có một lần anh đến Kim Lợi Studio thì anh gặp anh Minh Vi. Minh Vi hồi đó gọi là Hội Minh. Lúc đó sân khấu là đang nổi tiếng là cái cặp đôi mà đông nghẹt á, là Vũ Linh Tài Linh, phải nói là kinh khủng. Cứ mở lên là lúc đó là thời hoàng kim của cổ nhạc. Thì Minh nói anh bây giờ em tính làm một chương trình thôi là Mưa Bụi. Anh cũng chả hiểu, anh cũng không hỏi Minh là làm đó để làm gì. Minh nói bây giờ anh hát với một người cổ nhạc, chị Tài Linh. Tôi nói trời ơi em ơi, chị Tài Linh chứ hát cổ nhạc làm sao hát được tâm nhạc được em. Tôi nói bây giờ được ngày mai đi, em chở anh tới nhà Tài Linh. Rồi anh nghe chị Tài Linh hát đấy, anh nói được thì em sẽ kết hợp hai người, còn không được thì em chọn người khác. À. Đấy, Hội Minh nói vậy thì nó ok là được.
Thế là ngày hôm sau anh với Hữu Minh tới nhà chị Tài Linh, ở nhà ở đường Nguyễn Chiểu á. Vô gặp chị Tài Linh, chị khiêm tốn dữ lắm, ngôi sao mà, đang ngôi sao kinh khủng luôn. Mà sau thấy chị này chứ hiền hòa quá người ta. Dạ em chào anh Văn ạ. Rồi cái anh kia cũng nói cái ý định cho chị nghe, chị nói xong cho nó bất cỡ cho nó chứ. Trời ơi thôi anh ơi, em hát đâu có được Văn, em hát cải lương. Anh nói không sao, nó nói được. Ok, thế là anh quay lại anh nói với Hồ Minh, anh nói Minh à, anh thấy chị Tài Linh hát được em. Thế là bắt đầu hát. Nhưng mà nói mà nếu mà về diễn thì không ai qua được chị Tài Linh đâu. Phải nói là xuất sắc luôn. Đạo diễn mới nói là bây giờ hai người nhìn nhau đắm đuối. Trời ơi anh nói thiệt với em, anh mắc cỡ lắm. Mà chị Linh nó hay ghê nha. Chỉ nhìn anh đắm đuối giống chị yêu anh dữ lắm vậy đó. Trời anh muốn chết luôn sao. Thế là anh đâu dám giận chị. Chỉ nhức anh một cái trong mắt chị. Trời ơi nó tha thiết gì đâu mà anh phải anh cụp mắt xuống này. Nhưng mà lúc đó là anh đang độc thân đúng không? Là anh nhớt hả? À lúc đó là đang chia tay vợ. Chia tay mà tim đập mạnh nó sợ quá. Nhìn anh cái anh đạo diễn mới ra chứ. Cảnh đó hôm nay. Trời anh Văn ơi, kiểu này là chắc thuộc tụi mình tới chiều tối mới ăn cơm đây luôn quá anh Văn à. Bình tĩnh đi mà, bình tĩnh đi mà. Thì để nói là gì là cái hay của chị Linh là khi chị diễn rồi đó, chị nhập tâm đó. Kiểu nó yêu là chị yêu, ghét là chị ghét, mà làm chị giữ là cho đóng nhân câu mà vợ lòng nó về giữ đó em, là ra giữ liền. Và thật sự là cái bài văn câu đó không biết là đối với cái suy nghĩ của hồi đó em coi cái bài đó là năm em nhiêu tuổi chị? Dạ chắc là lâu lắm luôn rồi lâu đó. Lắm tí rồi. Dạ, dạ em biết cái bài đó là biết chú Đình Văn cũng như là cô Tài Linh là qua cái bài đó luôn. Qua cái bài mà cứ luôn. Cứ hát hoài. Nhưng mà cứ... em coi bằng chắc là băng đĩa hay là coi trên YouTube? Dạ lúc đó hình như là em coi bằng lúc đó có đĩa nhựa rồi. Có đĩa nhựa là rồi, mua ở ngoài chợ 20.000 một cái. Em giờ còn đỡ, hồi xưa em coi cái mưa bụi là phải coi bằng cái cuốn băng đầu từ á, là nhét vô cái tép á. Dạ. Mà khổ lắm. Coi xong một hồi cái nó bị dơ đầu từ. Rồi nó còn bị rối băng nữa. Là bắt đầu lấy cái đồ quay á chị. Ngồi quay mạnh quá, hồ nứt một cái bột. Ngồi dán lại để mà coi tiếp. Thì cái cuốn băng mưa bụi đầu tiên là em coi là cái bài văn câu mà có anh thể hiện. Yeah. Cho nên là trong mỗi một đời người chúng ta sẽ có những cái người chúng ta cũng gọi là tri kỷ trong âm nhạc á. Thì chị Tài Linh là một câu chuyện như thế. Chẳng hạn như trong câu chuyện âm nhạc của chị Phi Nhung thì phải có đến Mạnh Quỳnh, một trong những người mà gắn bó với chị rất là nhiều. À, nhưng chuyện cho em hỏi là cái sự kết đôi với anh Mạnh Quỳnh á, là cái cơ duyên nào mà chị gặp anh Mạnh Quỳnh? Và vì sao mà cả hai lại có sự ăn ý trong cái chất giọng vậy? Là do một cái người nào đó kết đôi hai người lại, hay là do một cái mối duyên nào đó hai người gặp nhau? Do chị. À, do chị. À, chị đề nghị hả chị? Chị đề nghị, tại vì chị đi hát với anh Quỳnh rất là nhiều. Thì chị thấy ông Quỳnh ổng, trời ơi sao con trai mà thấy ổng giống như ổng chăm chút, ổng nói chứ chỗ cái áo dài mặc sao làm sao. Xong rồi cái mình nói, cái gì đàn ông gì mà sao hiền quá vậy trời. Hiền thiệt. Thì, hiền lắm. Yeah. Mà hồi ông đó hiền chất phát thật thà nữa. Hai đứa mà hợp tác với nhau như vậy là em không biết là anh Văn với chị Linh có gây lộn không, chứ em với Quỳnh là khi mà bước ra sân khấu mà nó hạp, rất là hạp nha. Mà sau sân khấu là phải nói là cãi lộn dữ dội luôn. Mỗi lần thu là mỗi gần gây lộn, thiếu điều muốn đánh nhau vậy đó. Rồi mà ra sân khấu là nó tự nhiên em nương ổng, ổng nương em. Và tại vì khi mà cãi thì ổng phải hiểu tính em. Và khi cãi thì em phải hiểu cái tính Quỳnh. Nhưng mà không có đứa nào chấp nhận cái sai đó. Nhưng mà khi ra sân khấu thì mỗi đứa tự nhiên nhận ra được cái sai của mình. Là Quỳnh đi theo Nhung và Nhung đi theo Quỳnh. Dạ yeah. Vậy mới có được cái cặp đôi vậy. Mà làm sao mà hai người, thưa quý vị, khó lắm. Tại vì hai người rõ ràng là hai cái cá tính khác nhau. Mà để có thể hòa quyện và ăn ý với nhau á, là nhất thiết phải làm chung với nhau một thời gian thì mới ăn ý được. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng theo dõi một số hình ảnh của hai nghệ sĩ thần tượng của chúng ta từ những cái ngày đầu bước chân vào làng văn nghệ cho đến tận bây giờ. Mời quý vị nha. Bức ảnh đầu tiên ạ. Em vẫn chưa đoán ra được chị Nhung là thứ mấy đây. Em đoán ra được không chị? Ở giữa. Dạ, ở giữa. Ở giữa. Ở giữa. À, Cường. Em có cho Cường đoán mẹ xem là em đoán mẹ là người nào trong bốn người nè. Dạ thấy cái mặt tây tây đó là tây chắc tây, là mẹ đúng không? Chị cũng cùng ý kiến với em á. Cái tấm này là năm chị mấy tuổi chị Nhung? 12 tuổi. 12 tuổi. Tấm tiếp theo ạ. Năm nay là bao nhiêu tuổi đây chị Nhung? 16. 16. Trời ơi, mà biết làm duyên làm dáng rồi nha. Tấm này là ai chụp cho chị?
Chị đi ở ngoài người ta chụp á, nó đi chụp hình trắng đen vậy đó. À chị đi trước chụp khi chị đi Mỹ luôn á. À tức là nhờ người ta chụp chứ đâu phải vô tình người ta chụp cái tấm này không, đâu. Đi 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 chụp hình chứ bộ. À. Ở đó có cái thời mà đi chụp hình rồi vậy đó anh Văn nhờ. À. À. Nhìn cũng đẹp chứ ha. Dạ. Dễ thương. Dạ. <Yeah. cười> Rồi tấm tiếp theo. À. Cái tấm này là lúc mình chị bên Mỹ. Đẹp quá. Cái này là lúc bên Mỹ, là lúc này là em đúng 20 tuổi. 20 tuổi. À, 20 tuổi. Em đúng 20 tuổi, đó là con gái của em là Wendy. Tấm này nhung lạ ha. À, nhìn thấy. Quá xanh mà. À. À, 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 à. Em qua à, Mỹ tròn, xong tròn, rồi. Đúng rồi, xanh là tròn. Nhưng mà em để ý là chị Nhung rất thích để tóc ngắn. Dạ, bây giờ là hay để tóc dài chứ hồi xưa là để toàn để tóc ngắn không anh chị. Dạ. Uh-huh. Dạ. Cũng nhưng đẹp chứ. Mà chị thích tóc nào hơn? Nói chung thì tóc ngắn thì nó mạnh mẽ hơn à. Nhưng mà tùy theo. Chứ hồi xưa là cứ cái tóc ngang vậy đó là tóc nó hạp, tóc nó con nít mà. Yeah. Nhưng mà bây giờ đi hát thì cũng phải cái, để cái tóc dài một tí. Bây giờ chúng ta qua tấm ảnh tiếp theo. Hồi xưa mình Quỳnh ốm dễ sợ. Ôi đó là mình Quỳnh ốm lắm mà. Mình Quỳnh hiền lắm à, không phải là hiền. Nhưng mà ổng từ cao lắm. Em rất là ghét. Mà những cái này là em tự bắt ổng chụp đó. Ổng không chịu đi chụp studio với chị. Không luôn. Rất là giống như là ổng thích thích cái gì của ổng riêng. Em nói là một người đàn ông mà bảo thủ là ông Quỳnh đó. Bảo thủ mà khó chịu. Nó khó chịu lắm chịu, mà chịu đuổi. Không bây giờ nói tới là ổng về ổng có muốn nghe thì cho ổng nghe luôn đi. Em nói hả, đi hát show mà coi như là kim chỉ màu gì là có hết luôn. Vậy hả? Tánh ổng là vậy, còn tánh chị là coi như không có cái gì á. Còn cái gì là xin ông kim chỉ màu có hết là sao? Tức là ông sợ kim... đứt dây nút hay là cái gì là trong cái vali của ông là đầy là đủ tiện nghi. Ông là người đàn ông chu đáo thì đó, đầy đủ tiện nghi. Còn Vi Nhung là không có một cái gì luôn đâu, đừng có mơ mà có chim kim chỉ thôi hay vậy là thì gì. Tính cách nó mới bù trừ. Đúng rồi, ví dụ như là chị thử đó. Đứt chỉ cái nút đi thì ông còn lấy ra ông may cho chị, giờ chị kiếm đâu ra chị may, đúng không? Giờ nhìn cái mặt thì ghét không. Vâng, chúng ta sẽ cùng qua tấm ảnh tiếp theo. Ồ, đây là hồi xưa anh kiểu là thư sinh luôn, đúng nghĩa là thư sinh luôn. Con thấy không khác bây giờ. Không khác bây giờ bao nhiêu? Không khác bây giờ. Dạ. Hồi xưa trẻ mà, trẻ đó. Dạ, cái tấm này là bao nhiêu tuổi anh? Hồi đó là không, cái lúc này chắc được khoảng chắc khoảng ba mấy, 37, 38 vậy. 37, 38 là lúc đó là anh đã nổi tiếng với Mưa Bụi rồi đúng không? Đã đi sáng tác chưa cái này rồi? Đúng rồi, bắt đầu đã hát Mưa Bụi, đúng rồi. À, thời này là bắt đầu anh Thu bên Mỹ đó. Nhung à, vậy, đúng rồi, em biết cái là chị Thạch Thảo. Thạch Thảo. Thạch Thảo. À. Thạch Thảo, tại cái này là cái đĩa mà phát hành Mỹ, bên Mỹ á. À, đó là em bán những cái CD này của anh. Ủa vậy hả Nhung? Ủa sao chị bán? Sao chị bán CD này? Là sao em chưa hiểu cái câu chuyện này? Không có chuyên bán nữa, gọi hát đồng bán đĩa nữa. À. Hồi đó là có anh Đình Văn, vậy là chị trước có chưa được đi hát. À. Chị mới có học hát thôi. À. Chị mới có học hát thôi. CD nào của ai là em đều bán và em biết cái CD nào. Mà em thích cái người nào là cái người đó là một ngày là phải bán khoảng chừng 300 đĩa CD của cái người đó. Mà nếu mà Phi Nhung thích cái người nhạc sĩ đó, cái người ca sĩ đó. À. Là chị bán mà. Hay quá, nó cũng là một phần làm cho cái kiến thức âm nhạc của mình nó phong phú đúng không ạ? Đây là tấm đây chị Tài Linh nè. Cái này là bài gì vậy chú? Ờ cái này tôi nghi chụp ở trong mấy hình quá, chụp cái này chụp trong clip. Còn em cái chụp này là video như luôn. Cái bài mà cái gì? Lời cuối cho cuộc tình. Không, bài này là bài Sao Đổi Ngôi. À Sao Đổi Ngôi. À, hay chứ em, Sao Đổi Ngôi hay lắm ạ. Cái này là quay ở trong rừng hả anh? Đà Lạt, đêm hả? Quay Đà Lạt. Cái này anh nghi là chụp trên cái băng đó luôn, bảo đảm luôn. À. Bây giờ đây thì để thay đổi không khí của chương trình thì chúng ta quay trở lại với âm nhạc. Ở đây thì có hai bạn trẻ là hai giọng hát đã đạt được giải rất là cao trong hai cuộc thi âm nhạc dành cho các bạn nhí. Thì bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu với lại Chi trước nha. Em có thuộc nhiều ca khúc của chú Đình Văn không? Dạ, giống như em đã nói là em rất là thích bài Dân Câu. Nhưng mà em chưa có tìm được ai hát bài đó với em hết. Thích ca khúc đó dữ lắm luôn. Nhưng mà hôm nay em sẽ hát một ca khúc... không có phải là song ca, một cái bài đơn ca mà em rất là thích của chú Đình Văn, đó là bài Anh Bảy Nhớ Mẹ.
anh Bảy nhớ mẹ. Dạ. Thật ra ở ngoài thì em có biệt danh là chị Bảy. Dạ. Nhưng mà bữa nay lên làm anh Bảy nhớ mẹ. Anh Bảy. Dạ, thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Anh Bảy nhớ mẹ với phần thể hiện của chị Bảy Phương Mỹ Chi. Một tràng pháo tay. Con đâu anh bài mùi nước mắt chưa
lòng bồi hồi nhớ quê gia chiến, nhớ lời mẹ ru giờ đã xa rồi. Nhớ lời mẹ ru giờ đã xa rồi. Dễ thương quá. Con ơi, con muốn hát cái bài văn câu đúng không? Cô kết duyên cho hai đứa con hát đó. Dạ, con cảm ơn cô. Đây, hồi nãy là Cường có dắt con xuống một lần rồi, nhưng mà Cường không có nắm tay mà Cường xách nách con lên. Trời ơi, gì vậy con, bây giờ nắm tay. Trời ơi, con nắm tay mà mẹ run luôn á. Cường thì chị thấy cũng hiền á. Nãy nãy giờ hỏi cũng cười cười thôi đó. Em cũng hiền mà. Em thì chị phải coi lại nha, để hỏi Cường xem nè. Hiền không Cường? Dạ, bình thường thì em với Chi là cũng ít có cơ hội mà hợp tác chung, cho nên tính cách nó em cũng không biết luôn. Nhưng mà lần đầu gặp thì em thấy Chi hiền thân thiện. Trời ơi, con tươi, có phải con tươi vậy trời? Con tươi, trời ơi, lớn quá. Hiền rồi. Hiền thôi hả Cường? À, còn cái gì khác không? Dễ thương. Sao khen người ta mà đỡ nhắc không à? Khen miễn cưỡng quá trời luôn á. Cái bài vừa rồi là em hát là hình như là sáng tác của chú Đình Văn đúng dạ, không? Dạ đúng ạ. Khi mà chương trình gọi cho em là khi mà em biết là có chú Đình Văn là em đã nhất quyết em chọn bài này. À, vậy tại vì sao? Em rất là thích ca khúc này và em cũng đã hát một lần trong đêm mini show của mình. Và khán giả cũng rất là thích em hát, nhưng mà em chưa có một cái bản chính thức nào hết. Nên là bữa nay đứng ở trên đây mà nhìn xuống có cô Nhung và có tác giả của bài này nữa. Cho nên là em hơi lo nữa, hơi căng thẳng hồi hộp, dạ. Và bây giờ thì sẽ là phần thể hiện của Hồ Văn Cường. Có rất là nhiều ca khúc của mẹ con hát mà đã thành hit rồi. Cái bài mà em sẽ dự định sẽ thể hiện trong đêm nay là bài dạ, gì? Bài mới nhất của mẹ đây đó là bài Ngồi Buồn Nhớ Mẹ. Ngồi Buồn của Nhớ Mẹ. Nhạc sĩ Hai Mét Trường. Hai Mét Trường. Dạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Hồ Văn Cường với ca khúc Ngồi Buồn Nhớ Mẹ. Xin mời. Cố lên con. Khúc Ngồi Buồn Nhớ Mẹ, một sáng tác của ca nhạc sĩ Hamlet Trương với phần thể hiện của Hồ Văn Cường. Xúc động luôn hả chị hả? Cái bài này khi chị nghe thì chị nghĩ đến ai? Lúc là Hamlet Trương hát cho chị thì chị hát trong cái mùa lễ Vu Lan. Thì nói chung là mẹ thì đã mất lâu rồi, thì nói chung mình cũng lớn tuổi nên giống như mình đã biết được cái số phận của mình nó là như vậy. Thì chị hát cái bài này là chị muốn cho con gái của chị nó, chị ngược lại, chị muốn nói những cái gì mà giống như là chị từ hôm Tết tới bây giờ chị chưa về thăm con chị. Nên chị hát đặt hết cái niềm tin và với những người xung quanh, mà những người mà ở hải ngoại người ta nhớ quê hương, nhớ mẹ, người ta đi xa, Nhung gồm hết tất cả những cái tình cảm Nhung đặt vô cái bài hát này. Thành ra Nhung hát, khi Nhung hát vừa hát vừa khóc. Đàn cò bay về nơi thương nhớ, nhớ bến sông xưa in hình bóng của mẹ tôi, nhớ đưa mây làng mây gió, thương nhớ ôi mênh mông, bao năm rồi con chưa trở về làng quê. Là có nghĩa là chị hát cái đó là giống như là chị muốn nói với con vậy, là mẹ bao năm mà từ Tết tới giờ mẹ chưa có về mẹ thăm con á. Cái tâm sự đó, cho nên khi mà nghe Hồ Văn Cường hát cho nên là mình nhớ lại cái khoảnh khắc đó đúng không chị?
chị muốn hỏi Cường là vì sao trong rất rất là nhiều bài hát mà mẹ Phi Nhung đã thể hiện thì Cường lại chọn ca khúc này để thể hiện hôm nay ở đây, và mẹ Phi Nhung có chỉ cho mình nhiều để mà mình thể hiện ca khúc này tốt hơn không? Sở dĩ mà em chọn cái bài hát này là tại vì em thích những cái ca khúc về gia đình hoặc là có hoàn cảnh xíu á, nên em xin mẹ em hát về đó. Dạ. Em cảm thấy đồng cảm được đúng không? Dạ. Cái lúc mà em đi thu hoặc là hát hay gì đó thì mẹ sẽ bắt em ngồi đó đó. Nói chung là giải thích đánh tâm lý. Đánh tâm lý em á. Xong rồi thấy có cảm xúc để hát á, mẹ là hay chơi đòn tâm lý em. À, là để em cảm thấy thương mẹ nhiều hơn, để đặt cái cảm xúc thương mẹ đó vào bài hát đúng không? Em rất là đồng cảm với chị Nhung, bởi vì đối với một người nghệ sĩ làm việc chân chính thì điều quan trọng hết là họ trân quý và họ vỡ cái bài của người nhạc sĩ sáng tác đó. Để chi? Nó không chỉ là một cái cách mà họ trân trọng cái tác phẩm, mà quan trọng là cái cách mà họ đặt hết cái tâm của mình vào trong cái tác phẩm gửi đến công chúng. Thì như vậy họ mới thành công được, và chính vì cái điều đó mới làm nên tên tuổi của họ. Đó là một trong những cái cách làm việc lao động nghệ thuật mà rất là đáng trân quý từ những anh, những chị đi trước, những người nghệ sĩ ngôi sao. Thưa quý vị, thật là ngẫu nhiên và cũng khá là trùng hợp khi cả hai nghệ sĩ trẻ của chúng ta, hai ca sĩ trẻ đều chọn hai ca khúc viết về mẹ trong cái phần thể hiện của mình ngày hôm nay. Có thể nói rằng những ca khúc viết về cha, về mẹ luôn có một cái cảm xúc nhất định và chạm đến trái tim của chúng ta. Chúng tôi xin tạm khép lại cái chương trình ngày hôm nay bằng một cái thông điệp rằng bất cứ người mẹ nào cũng rất hạnh phúc bởi sự thành công của bất kỳ người con nào. Và chính vì vậy, điều quan trọng nhất của chúng ta trong cuộc sống đó là hãy trân quý những phút giây khi chúng ta còn có mẹ, để một ngày nào đó chúng ta không bao giờ phải nói câu giá như. Thưa quý vị, xin được khép lại chương trình Ký ức ngọt ngào ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến ca sĩ Phi Nhung, cảm ơn ca nhạc sĩ Đình Văn, cảm ơn hai nghệ sĩ trẻ đó là ca sĩ Phương Mỹ Chi và ca sĩ Hồ Văn Cường đã đến với chương trình này. Xin gửi lời chào quý vị đang cùng đến với chương trình Ký ức ngọt ngào. Thưa quý vị, còn nhớ vào tập phát sóng trước thì tất cả chúng ta đang dang dở cái câu chuyện về âm nhạc, âm hưởng dân ca, và đặc biệt là hai ca khúc về mẹ mà những nghệ sĩ trẻ đã đưa đến cho người xem, người khán giả theo dõi với những cái cung bậc cảm xúc rất là đông đầy và rất là hoài niệm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ những ca sĩ thần tượng trên sân khấu. Một lần nữa chúng tôi xin được chào đón ca sĩ Phi Nhung. Xin chào đón ca nhạc sĩ Đình Văn. Chào đón hai ca sĩ trẻ của chúng ta, ca sĩ Hồ Văn Cường và ca sĩ Phương Mỹ Chi. Cùng với người dẫn dắt chương trình cùng với Nguyên Khang đó chính là Á hậu Hà Thu. Lần trước thì chúng ta nói nhiều về cái con đường âm nhạc của các anh chị khi đến với chặng đường của mình. Thì cho phép Nguyên Khang hỏi một vài câu trước khi mà chúng ta tiếp tục đến với những cái ca khúc tiếp theo. Thì đang được nổi tiếng và được yêu mến với rất nhiều ca khúc, và đặc biệt là những cái tuyệt phẩm trong Mưa Bụi. Thì một thời gian khán giả lại không thấy anh xuất hiện ở vai trò ca sĩ nữa, mà lại ở vai trò của những nhạc sĩ sáng tác những cái ca khúc cho rất là nhiều ca sĩ, trong đó có chị Phi Nhung cũng có, rồi anh Đan Trường cũng có, rồi chị Cẩm Ly cũng có. Lý do vì sao anh lại có sự chuyển hướng về sáng tác với anh Đình Văn? Cái âm nhạc nó là một cái sự nối tiếp. Tại cuộc đời anh khổ dữ lắm, từ bé là anh ở nhà mướn dữ lắm, ở 7-8 cái nhà mướn, ba mẹ anh khó khăn tội nghiệp. Anh gần gũi với lại những người lao động, cho nên là anh thấy cái cảnh mà mẹ mà gánh rau đi bán là anh xúc động lắm. Thành thử ra là cái tình yêu thương của mẹ anh dành cho anh, cho nên là, và cha anh đã truyền cho anh một cái tâm hồn âm nhạc. Thành thử ra đó, anh dành cho âm nhạc, tâm hồn anh cho âm nhạc là vậy. Cho nên mà khi mà anh thấy được những cái cảnh, tất cả những cảnh đời, nhất là về mẹ, khi vượt qua một cái quá trình hát hò rồi đó, thì anh bắt đầu anh thấy rằng, anh nói với em rồi đấy, khi chưa viết nhạc là anh đã biết là anh sau này sẽ sáng tác. Yeah. Và khi bắt đầu anh đã sống hết cái cuộc đời này, rồi khi sau cái Mưa Bụi rồi là bắt đầu anh viết nhạc. Anh viết để anh gửi gắm tình cảm của anh. Mà anh có cái duyên lắm, mỗi lần anh gặp ca sĩ nào vậy, anh nói một tiếng là thích bài đó liền. Dung vậy đó. Anh kể một câu chuyện, hồi đó anh viết cho Dung cái bài Con Cò Trắng đó. Hồi đó anh đi Sông Đốc thì mà nghe ca sĩ xuống là dân người ta khoái lắm. Mà có một cái lớp học 12 đó, tụi em biết không, là khoảng chừng 8-9 cô đó lên thăm anh. Anh ở trên, hồi đó không có khách sạn đâu, ở trên cái nhà đẹp nhất ở Sông Đốc.
Thì ở dưới cà phê đó thì mấy cô mới xin phép chủ nhà để cho lên nhìn mặt anh Đình Văn, quấy khô. Thì trong đó có một cô, cổ lên đó, cổ đấy cho em xếp đồ cho anh được không? Thấy thương quá, xếp đồ. Đẹp không anh? À, xinh đẹp lắm không? Một mặt rồi gái xong tóc mà đẹp mà Cà Mau mà. Em nghe nói là nghệ sĩ mà gửi thư chắc người ta không trả lời đâu. Hiểu anh nói không có đâu, em viết thư anh trả lời chứ. Ghê quá. Nhưng mà khổ cái là cổ nhắn anh là khi gửi đó thì gửi vào trường học. Thì người ta nói thế này, ta nói là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Trời ơi, gửi vô trường học lỡ con bảo vệ nó bốc xem nói là ca sĩ Đình Văn gửi thư tình cho cái cô đó là chết luôn, đúng không em? Là sao bé nó học được? Mà cổ còn dặn là gia đình em khó dữ lắm anh ơi, chứ anh đừng có gửi về nhà, gửi về trường. Anh không gửi được vì không dám gửi. Tại tụi em biết mà, nhưng biết mà cái gì mà tới trường học là nguy hiểm lắm. Tức là trong lòng là trường học là ăn ten nó dữ lắm. Ăn ten của nó là do wifi của nó dữ dằn lắm. Không, lúc đó anh có vợ chưa? Để anh nhớ coi. Để anh nhớ. À, lúc đó chưa tay rồi, chia tay rồi. À, chia tay rồi. Chia tay nữa. Hồi anh dọn nhà đó, thì tự nhiên trong nhà anh nó rớt cò quá trời luôn, cò giấy đó em. Tại vì mỗi lần gửi một lá thư cho anh là cổ xếp hai con cò bỏ vô đó. Một tháng gửi một lá, mà không có trả lời cổ vẫn gửi. Mấy năm trường như vậy, anh thấy cò rơi quá. Anh xúc động quá, thì anh nhớ sực một cái cô gái ở Sông Đốc đã từng gửi cho mình những lá thư mình không bao giờ trả lời cho cô một lá nào. Anh buồn quá, thế là anh ngồi anh viết, anh thay mặt cô luôn, anh viết giống như là để một lời tạ lỗi á. Giống như hôm nay anh ngồi đây anh tạ lỗi với cái cô đó, không biết cô ở đâu nữa, bây giờ anh tạ lỗi. Anh mới viết là cho Nhung hát là em xếp tặng tặng cho anh một con cò trắng trên nguyên, chờ anh son nhạt môi hồng, chờ anh mắt biết hai dòng lệ rơi. Wow. Có nghĩa là trong cái cuộc đời âm nhạc của nhạc sĩ Đình Văn thì có rất nhiều cái ca khúc gắn liền với những cái bóng hồng và những cái cảm xúc của nhạc sĩ với những cái cô gái mà đôi khi bất chợt đâu đó anh gặp ở trong cái câu chuyện của cuộc đời mình. Bây giờ thì quay trở lại với âm nhạc thì cái phần 2 này nó có một phần khá là thú vị. Đó chính là ca sĩ này sẽ hát ca khúc của người kia, là một trong những cái ca khúc thành công của người kia. Thì có lẽ là với anh Văn thì cũng có rất nhiều ca khúc của anh nổi tiếng. Cho nên là chị Phi Nhung thì chị cũng đã từng hát rồi, như là cái bài là Con Cò Trắng. Thì có một câu chuyện mà anh tâm sự với Nhung. Hôm đó anh gặp Nhung lúc đó nó ồn ào lắm. Hai đứa gặp nhau ở 126. Thì lúc đó Nhung đang chuẩn bị sân khấu rồi. Anh gặp Nhung mà anh cầm cái đàn xách theo lúc xách cái đàn. À, nếu mà anh có cái bài này nè Nhung, em câu chuyện ở Kiên Giang này, em hát bài này đi. Thì Nhung biết khả năng anh viết rồi mà. Thì lúc mà Nhung gọi Nhung hỏi anh, em đang cần một cái tựa bài, một cái bài để em làm một cái chương trình của em. Cái bài anh tên gì? Anh nói tên này chắc gì? Cô nói ok, cái chữ Nam Bộ là hay quá. Rồi được rồi, đã đưa bài này cho em đi. Nhung tin tưởng rằng anh chắc là viết là hay. Mà có thêm một cái đoạn và cái đoạn về cổ nhạc á vào đó. Thì lúc đó hai anh em gặp nhau. Chị Nhung rất là khó về nhạc. Lên phòng thu Nhung nói là anh lên đây với em. Anh lên đây em hát, em làm cái bài này anh băng ngồi nghe thử nha. Nhung thêm cái phần đó, Nhung hát được, anh nói được em. Em hát cái này rất là hay. Thế thì em muốn hỏi anh Văn là anh sẽ thể hiện ca khúc nào của chị Phi Nhung? Và chị Phi Nhung sẽ thể hiện ca khúc nào của anh Đình Văn ạ? Anh hát chắc gì? Anh Văn là... Anh hát bài chắc gì? Chắc gì, chị đúng không? Hát, đúng và rồi. Chị Phi Nhung? Nhung hát bài Con Cò Trắng cho anh. Con Cò Trắng đúng không ạ? Vậy thì bây giờ thì mình bắt đầu với chị Phi Nhung nha. Dạ. Bây giờ là nghe chia sẻ là chúng ta đang rất chờ đợi cái bài Con Cò Trắng. Và mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Con Cò Trắng, một sáng tác của ca nhạc sĩ Đình Văn với phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung. Mặc đồ này được không? Dạ được. Mặc dạ đồ được. Này hát được không anh? Được em, được. Con em. Cò trắng mặc màu màu xanh ha. Bờ sông
Gòn em xếp tặng anh, tặng tình tình nhớ, tặng người người bỏ đi. Mai này tình dẫu phôi pha, lòng em vẫn nhớ cánh cò ngày xưa. Sáng tác của ca nhạc sĩ Đình Văn. Thưa quý vị, với cá nhân của Nguyên Khang thì khi nghe nhạc sĩ Đình Văn nói về cái câu chuyện này, một phần nó cũng chạm đến cái cảm xúc của người nghe khi mà hiểu được cái câu chuyện nó ra sao. Thêm một phần nữa là em rất là ngưỡng mộ chị Nhung, là tại vì cái bài này thật sự theo em là khó hát. Em thật sự em cảm thấy khó lắm. Mà có những đoạn chị Nhung chỉ luyến lấy mà chỉ đẩy được cái bài nó lên, nó chạm đến trái tim, có những cái nốt, ví dụ như chữ cánh á. Cái chữ cánh của chị nó dằn hoặc nó dằn xé vô trong tâm can của cái người nghe. Em nghe em rất là thương cảm, từ những phụ nữ mà nghe phụ nữ hát mà cũng thấy thương luôn á chị. Người bỏ đi rồi còn em bên cạnh chị nha chị. Tại vì á, cố tình để cho ổng đừng có bay bướm nữa đó mà. Không, nhưng mà em thắc mắc á, là nãy anh Đình Văn có chia sẻ là cái bài này á, là anh viết cho người khác. Vậy mà lý do gì mà chị có thể cảm nhận trọn vẹn và thể hiện cái ca khúc này thành công như vậy? Có phải là ngày xưa cũng có gửi cò trắng cho anh nào không? Thực sự ra là cò trắng là chỉ có fan của Nhung gửi cho chị thôi, chứ không có ai gửi hết á. Nhưng mà lúc đó là Nhung cũng muốn làm một cái bài hát mới, nhưng mà anh Bảo Chung á, từ cái thời gian mà qua bên Mỹ ở trong nhà của Nhung á, và má Ngọc Giàu á, má Giàu nói là: "Con ơi, Đình Văn nó có cái bài Con Cò Trắng gì đó, má nghĩ là con sẽ hát hay. Bây giờ con gọi về cho anh Đình Văn đi." Anh Đình Văn nó đang tìm người hát đó. Cái chị mới gọi cho anh Văn. Thường thường là chị nhận một cái bài hát của một người nhạc sĩ nào là chị phải hỏi. Và tại sao anh Văn viết cái bài này? Thì anh Văn kể cho mình nghe một cái câu chuyện như vậy. Thì cũng cái thời gian đó chị cũng nói chung là cũng đang yêu đương rồi vậy đó. Kiểu yêu đương rồi yêu anh này anh kia có. Mình nằm trong cái trường hợp đó mình hiểu. Nên cố gắng mình hát. Lần đầu tiên nói chuyện với ảnh, và cũng lần đầu tiên ảnh đưa cái bài này cho mình, nên mình phải cố gắng mình làm sao để cho đừng có phụ lòng của ảnh. Mà không ngờ ra cái bài này thì người ta quá thích. Tụi em ngồi đây mà tụi em nghe. Mà có một cái hay nha quý vị, là chị Phi Nhung hát live cực kỳ hay luôn. Chị hát live là cái cách mà chị nói chuyện với khán giả bằng cái cảm xúc âm nhạc của mình, nó thật sự gần gũi. Hồi nãy trước khi lên là anh Văn cũng nói là Phi Nhung hát live rất là hay. Mà thật sự là như vậy. Cho nên là em xin dành một tràng pháo tay để chúc mừng chị Phi Nhung với một cái phần biểu diễn rất tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ sẽ là thử thách dành cho anh Văn. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của anh Đình Văn.
với một ca khúc mà chị Phi Nhung từng thể hiện rất là thành công. Đó là ca khúc Chắc Gì. Một tràng pháo tay. Chiều chiều anh ra ngõ đứng trong ngõ thì thấy ngõ mà người không thấy người, mình anh một bóng đơn côi. Bóng ơi em có nhớ mình hay chắc gì em đã yêu anh mà anh cứ đợi tàn ngày trắng đêm, cứ đi ra cửa ngóng nhìn vào nhà ngồi xuống đứng lên mà thẫn thờ. Chắc giờ em ở sau bữa em chẳng gọi thăm, hai tuần rồi lại đến ba tuần, bóng chìm tâm cá đình anh mà một mình. Người ơi, có thương thì em thương cho đó, đừng như con cá nó lường lờ. Gan anh ai cắt mà đau, vì đau hai chữ tình yêu mà dài khờ. Chắc gì em đến thăm nhòa dĩ hương, hỏi lòng sao già cứ thương, hỏi con chuồng chuồng đầu sao bay dối dàng. Chúng ta vừa đến với một sáng tác của ca nhạc sĩ Đình Văn, ca khúc Chắc Gì do chính nhạc sĩ sáng tác.
và thể hiện. Và đây cũng là một trong những ca khúc mà nữ ca sĩ Phi Nhung đã thể hiện rất là thành công và được khán giả rất là yêu mến. Em không có đồng ý cái bài này anh hát, cái kiểu anh lật ngược lại cái ván bài em không có thích. Tại vì anh là cái người phản bội người ta, mà anh đi hát là anh ngược lại, anh kêu là chắc gì em đã thương anh. Anh nói với em là anh không thương cô đó anh mới viết, mà bây giờ anh đổi ngược lại, nó phản lại cái bài hát của em, vậy giờ anh tính làm sao? Anh đang muốn lấy là chuộc lỗi với cái cô đó, cô đang xem tivi nè. Không, không có đúng. Anh là phải nói là ok, sẵn cái bài hát này anh phải xin lỗi cổ, và anh sẽ nói anh là cái người là làm cho cổ đau thì em mới đồng ý. Còn tự nhiên lật ngược cái ván bài lại, đổi chữ anh em, làm mất cái bài của em. Không. À, nhưng mà hôm nay phải nhờ, phải nói đúng là nhờ Phi Nhung á. Nói cái này thì chắc là nếu mà cái cô mà nghe được cổ rất là vui. Em nghĩ vậy nè anh Văn, là cổ đã tha thứ cho anh từ cái ngày mà anh sáng tác cái ca khúc này rồi. Tại nếu như mà người ta không có cảm tình thì làm sao người ta sáng tác được nguyên một cái bài như thế, đúng không anh? Cho nên là nếu như mà chị đang có xem cái chương trình này thì chị có thể gửi con cò trắng đến thay cho lời cảm ơn đến anh Văn đã sáng tác nguyên cái bài, mặc dù con cò trắng là của chị ở Buôn Đốc gì đó. Dạ, không sao cả. Lấy của chị này tặng chị kia cũng được, đúng không anh? Mỗi lần mỗi chị mà có đi qua cuộc đời của anh là đều có một cái bài nhạc để sáng tác. Vậy cũng vui anh à, cũng có một món quà gì đó. À, không phải, không phải. À, đính chánh luôn, đính chánh thế này. Với bà con, với lại các em và các anh ngồi kia. Không có phải. Cái gì mà không đến được là mới viết hay. Cái này không năng đến, không đến được không à. Nhưng mà chứ không phải đến cái là cái gì mà hiểu, không đến được hiểu. Dạ. Đấy, nhưng mà cái gia tài đâu? Nhưng mà gia tài của anh viết tới gần 100 bài hơn. Dạ, là 100 bài không đến được đó anh. Còn cái số đến được là mình dạ, chưa biết đúng không anh? Cái số là hạnh phúc thì em không biết. Dạ, nhưng mà em biết là 100 người không đến được rồi đó. Anh Văn, hồi nãy giờ em rất là lo. Một cái nỗi lo em không thể nào tưởng tượng được. Xin lỗi mà một người mẹ phải lo cho con. Nó ngồi đó, thằng con trai của em nó ngồi nó nghe anh như vậy. Em không biết là khi mà nó đạt được với cái tuổi của nó rồi, em không biết là nó bao nhiêu cái mối tình nó dắt về, em không biết được. Em sợ nó ngưỡng mộ anh quá, nó học những cái mà của con anh trai Văn chị đó. Nó hiền khô à, chị đừng có lo cái gì đó. Bây giờ đây, hỏi hiền bây giờ quá hỏi mà. Nó đi, hỏi nó là bây giờ con nghe chú Đình Văn hát con thấy làm sao Cường? Nãy nói liền mẹ con hát bài này nha mẹ, nó liền tại đúng chỗ rồi con có em chứng kiến luôn á. Lý do vì sao mà muốn hát bài này nè? Dạ, do là cái giai điệu nó hay đó. À, nó thích cái giai điệu đó chị giai điệu. Ơi chị yên tâm, nó vẫn còn rất là hiền lành. Chị lo xa quá rồi. Thế còn với Chi, em nghe cái bài vừa rồi chắc gì thì em thấy sao Chi? Dạ, thật ra là bài này là hôm trước là em đã nghe của chú Đình Văn một lần rồi. Và em cảm thấy rất là thích, mặc dù là mình không có biết cái câu chuyện ở đằng sau. Nhưng mà mình nghe mình cảm thấy có một cái gì đó rất là nức nở. Nếu dù giả sử đặt chị Nhung là cái người con gái trong cái câu chuyện đó, chị có tha thứ không? Chuyện nhỏ. Cái duyên nó tới thì nó sẽ tới à, nhưng mà tới duyên tới. Nó không tới thì không tới, tới thì nhưng có mà cưỡng cầu cũng không hạnh phúc đúng không? Miễn cưỡng cũng hạnh phúc, nhưng mà hình như chị cũng chưa có nằm trong cái trường hợp đó bao giờ. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ quay trở lại với cái thử thách tiếp theo của chương trình, sẽ là một cái phần kết đôi rất là thú vị. Hôm nay có hai ca sĩ trẻ, đó là Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường. Lần này thì chúng ta sẽ xem họ sẽ kết hợp với những tiền bối của mình như thế nào, để xem vào sự hòa quyện ăn ý ra sao. Chi ơi, có bao giờ em hát với chú Đình Văn bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Dạ đi hát với chú cũng rất là ít, mà gặp chú cũng rất ít. Vậy là chưa lần nào luôn đúng không? Dạ. Đây là lần kết hợp đầu tiên, cũng như là lần mà em được nói chuyện và gặp chú ở ngoài đời cái thời gian nhiều nhất luôn. Dạ, thế thì bây giờ nếu như giả sử có cơ hội mà kết hợp với chú ngay bây giờ thì em muốn hát ca khúc song ca nào với chú? Dạ, bài đó chú chọn rồi. Bài đó chú chọn. Chú ơi, chú chọn bài nào ạ? Hôm nay ở đây thì anh nhắc lại một người cố nhạc sĩ mà và đặc biệt là dính tới cả Phi Nhung luôn. Tại vì Nhung hát cái bài Áo Mới Cà Mau của chú Thanh Sơn rất hay. Mà phải nói là chú Thanh Sơn là trong những người viết nhạc mà anh gọi là xuất sắc, viết một cái bài Áo Mới Cà Mau mà chính chị Phi Nhung đã đưa cái bài đó lên đỉnh cao. Bài Việt Nam chúng ta yêu cái đẹp của Cà Mau. Và hôm nay anh xin chọn một cái bài hát nữa của nhạc sĩ Thanh Sơn, là bài Hương Tóc Mạ Non. Hương Tóc Mạ Non, wow. Kính thưa quý vị, bây giờ sẽ đến với phần song ca của ca sĩ Đình Văn và bé Phương Mỹ Chi qua ca khúc Hương Tóc Mạ Non. Thank you.
câu dân ca sao mệt mà lòng anh thiên hoa tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa trời chưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa ngồi mà nó ngương bóc em biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương sao thật. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cầu tre lắc leo tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau bạc thêm mái đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu đường về hai thôn cách xa thoáng thơm gió chiều nhớ mùi tóc em hương đậm đà lòng chợt cuồng mơn mông dáng xưa vang theo giấc mộng chắc người đã bước sang sông đang mùa lúa trổ đồng đồng làm sao anh quên những ngày khi mới quen thân bên góc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mà chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát tình mình nhiều ngăn cách sông chia đâu cách lòng mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn lòng tình mình dù ngăn xong chia đâu cách lòng mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn thì chúng ta vừa đến với ca khúc Hương Tóc Mạ Non với phần thể hiện của ca nhạc sĩ Đình Văn và nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi. À, khi mà hát chung với chú Văn ca khúc này thì không biết Chi cảm thấy thế nào em? Dạ thì ca khúc này em cũng đã thích từ rất là lâu rồi và khi mà được lời mời của chương trình chú Văn đã nói là hai chú cháu mình hát bài này đi thì em đồng ý liền luôn tại vì là em rất là thích ca khúc này cũng như là khi mà tập hát á, thì chú đã chỉ dạy em rất là nhiều và cũng như hôm nay được ngồi ở đây được nghe cô Nhung cũng như là chú Văn chỉ dạy rất là nhiều thứ thì em nghĩ là em cũng như là Cường học hỏi được rất là nhiều. Còn Cường thì đã từng song ca với Chi rồi đúng không? Bây giờ nhìn Chi đứng trên sân khấu song ca với chú Đình Văn thì em cảm thấy như thế nào và có ý định là sau này có dịp thì mình sẽ song ca với Chi bài này không?
Dạ, em thì em cũng rất là thích cái bài hát này và cũng mong là có dịp để song ca với lại Chi. Chi đồng ý không? Dạ, mẹ Nhung cho. Trời ơi, dĩ nhiên rồi, nghĩ sao vậy? Mẹ còn ủng hộ thêm nữa chứ đừng có nói. Mẹ còn tìm bài hay hơn cho hai đứa nữa kìa. Thưa quý vị, để đáp lễ lại cặp đôi song ca của ca sĩ Đình Văn và Phương Mỹ Chi thì bên này cũng có một cặp đôi song ca thứ dữ, cặp đôi mẹ con ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Nhưng mà bài hát lần này là không phải là mẹ con mà là chị em. Chị em. Và bây giờ hai chị em Phi Nhung và Hồ Văn Cường hôm nay sẽ đem đến sân khấu của Ký Ức Ngọt Ngào ca khúc Bỏ Quê, một sáng tác của Sơn Hạ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng, thưa quý vị, một phần kết hợp rất là tuyệt vời và tràn đầy cảm xúc. Một tràng pháo tay nữa cho ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Hồ Văn Cường. Vâng, rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà chúng tôi có mặt ở đây thì những cái câu chuyện, những cái sự kết nối của các nghệ sĩ đã thực sự mang đến nhiều cái cảm xúc khác nhau. Có lẽ trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì Nguyên Khang cũng muốn lắng nghe những cái cảm xúc của tất cả những nghệ sĩ có mặt trong đêm nay. Đầu tiên là chị Phi Nhung, khi mà tham gia chương trình Ký Ức Ngọt Ngào thì cái điều gì đã động lại đối với chị ạ? Ngồi nguyên một nhóm như mình nói chuyện á, thấy nó có cái sự cảm tình, nó có gần gũi, mình tâm sự mình không có bị căng thẳng. Yeah. Và nó rất là thích, với lại được anh Văn nói chung là kể những cái chuyện xưa của ảnh mà mình học hỏi về ảnh cũng nhiều, và cũng mừng là được có hai đứa cháu, một đứa con một đứa cháu, thì hai em còn nhỏ mà nó có cái cơ hội để nó nghe những cái người giống như chị hay là anh Văn nói chuyện, các cháu học hỏi thêm, nó là một cái điều mà chị rất là thích. Dạ, cảm ơn chị. Còn với ca nhạc sĩ Đình Văn, anh cảm nhận gì sau chương trình hôm nay? Trước giờ chia tay với chương trình Ký Ức Ngọt Ngào thì Đình Văn xin được nói một vài lời. Tôi xin cảm ơn hai em Nguyên Khang, Hà Thu, em gái tôi Phi Nhung và hai cháu Cường và Chi đã cùng tham gia với chú Văn. Và tôi muốn cảm ơn đến Đài Vĩnh Long đã cho một cái dịp cầu để khán giả hiểu thêm về tâm tư của người nhạc sĩ, rồi những câu chuyện vui trong những cái bài hát mà không có bao giờ mà khán giả được biết. Và hôm nay chính nhờ cuộc hội ngộ này mà khán giả được biết thêm những cái tâm hồn, những cái điều đặc biệt vui trong những cái bài hát cũng như trong cái cuộc đời sáng tác. Và Đại Văn nghĩ rằng khi màn hình khép lại thì quý vị khán giả và các bạn cũng như các em ngồi đây đều cảm thấy rằng thật đáng yêu chương trình Ký Ức Ngọt Ngào. Vâng, xin cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi. Và hôm nay Hà Thu rất vui được đến với Ký Ức Ngọt Ngào để lắng nghe những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ Đình Văn, chị Phi Nhung cũng như Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi. Những bài hát đã đi vào lòng quý vị khán giả, cũng như lắng nghe các nghệ sĩ chia sẻ về những kỷ niệm gắn liền với bài hát cũng như những cảm xúc khi thể hiện các bài hát đó. Và cảm ơn chương trình đã cho Hà Thu có cơ hội được đứng đây để lắng nghe tất cả mọi người. Thưa quý vị, có ai đó vẫn nói với tôi rằng ký ức như một dòng sông. Khi mà chúng ta bước xuống dòng sông thì sẽ cảm nhận được dòng nước trôi qua chúng ta như thế nào. Và ắt hẳn một điều rằng dù rằng thời gian có trôi qua thì những gì đã thuộc về ký ức sẽ luôn đọng mãi trong trí nhớ của mỗi một người, như cách mà chúng ta cảm nhận được cái mát của dòng sông khi mà chảy trong con người của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Ký Ức Ngọt Ngào, và chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được sự yêu thương của quý vị để chúng ta có nhiều cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với những ca sĩ thần tượng cũng như những ca sĩ ở thế hệ tiếp theo. Và để thay lời cảm ơn cho những nghệ sĩ có mặt trong đêm nay, chúng tôi xin phép được gửi những kỷ niệm chương đến hai ca sĩ có mặt trong đêm nay. Xin phép được gửi đến hai nghệ sĩ ạ. Vâng, xin cảm ơn các nghệ sĩ đã có mặt với chương trình. Kính thưa quý vị, chương trình Ký Ức Ngọt Ngào do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty M&T Picture thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát sóng lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với M&T Picture thực hiện. Mình chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.